Xin chào mọi người ạ, mình là Yến và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một phép so sánh nhỏ giữa băng vệ sinh và cốc nguyên sam để xem là cái sự khác nhau giữa hai cái sản phẩm này nó như thế nào nhé. Thứ nhất, Yến nói về cái băng vệ sinh thì cái băng vệ sinh là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cảm giác nó ẩm ướt, bí bách, cảm giác rất là khó chịu, nó còn có cái mùi hôi nữa. Khi chúng ta đi đâu hay là làm gì mà trong kỳ đèn đỏ thì mình không tự tin một chút nào, đúng không ạ? Nó có cái mùi, nó tạo ra cái mùi hôi và rất là ngứa ngáy khó chịu nếu với những người có cái làn da nhạy cảm, thì mình còn bị dị ứng, còn bị nổi mẩn nữa, nó rất là khó chịu. Và thứ hai nữa là cái băng vệ sinh nó rất là dễ bị viêm nhiễm, gây cho chị em phụ nữ chúng ta dễ bị viêm nhiễm phần phủ. Bởi vì là băng vệ sinh thì tất cả lượng kinh dịch đều đổ ra băng vệ sinh, và ở bề mặt băng vệ sinh thì lượng kinh dịch sẽ tiếp xúc với không khí và làm cái môi trường nó rất là tốt, rất là màu mỡ để vi khuẩn xâm nhập vào, và khi vi khuẩn xâm nhập vào thì sẽ gây ra cái tình trạng là viêm nhiễm, nấm ngứa ở bộ phận sinh dục của chúng ta, đúng không? Và thứ ba nữa là khi chúng ta sử dụng cái băng vệ sinh thì mình không được thoải mái, mình đi đâu mình cũng rất là mất tự tin, mình rất là lo lắng, mình cũng không được được mặc đồ sáng màu này, bởi vì trước đây Yến cũng thế, trước đây khi sử dụng băng vệ sinh thì Yến cũng rất là mất tự tin, đi đâu đến ngày đèn đỏ thì mình phải mặc đồ tối màu, Yến hãy mặc quần đen, bởi vì là nếu bị ướt thì mình sẽ không thấy được và sẽ đỡ bị lộ, nhưng mà không tự tin một chút nào. Bởi vì là có những cái cuộc vui mà mình mặc đồ màu tối thì nó làm cho mình nó không nổi bật đấy ạ, vì thế là cũng không được thoải mái. Và còn một cái lý do nữa, cái hạn chế của băng vệ sinh nữa là cái kỳ nghỉ của chúng ta và những cái kỳ du lịch, kỳ nghỉ hè thì mình sẽ không thể thoải mái để đi bơi được, và đi bơi cùng bạn bè và gia đình thì mình không thoải mái được, mọi người có thể xuống bơi thoải mái, nhưng mà mình đến kỳ đèn đỏ mà trúng những ngày đi du lịch thì mình chỉ ngồi trên bờ và nhìn ngắm thôi, đúng không? Và ngồi trên bờ và nhìn ngắm mọi người bơi thôi, bởi vì là mình mặc băng vệ sinh thì nó rất là mất vệ sinh, nó không được không chúng ta không thể đi bơi được, và đâm ra cái cảm giác, cái suy nghĩ lo lắng như thế tạo cho ta một cái stress. Có những lúc, có những tháng mà trước đây Yến bị stress bởi vì là mình rất là bức bối, rất là khó chịu, nó vừa đau bụng này, vừa không thoải mái, không tự tin, nên là rất là khó chịu và trở nên mình cảm giác là con người mình nó nặng nề, đầu óc mình stress, nó rất là căng thẳng, đúng không? Đấy là những cái điểm đặc điểm về cái băng vệ sinh mà trước đây Yến đã sử dụng. Và bây giờ sẽ nói đến cái cốc nguyên san đây ạ. Đây là cốc nguyên san mà bây giờ Yến đang sử dụng. Đã qua cái giai đoạn băng vệ sinh rồi, bây giờ Yến đã sử dụng cái sản phẩm mà cốc nguyên san anti cup này, thì về cái sản phẩm này mà nói thì đây là một cái sản phẩm nó tiên tiến, rất là tiên tiến. Yến thấy nó là cái sản phẩm mà có thể là giải quyết được tất cả những cái rắc rối, những cái khó chịu của băng vệ sinh gây ra. Cái cốc này thì mình có thể là đi bơi được này, bởi vì cái miệng cốc đây ạ, cái miệng cốc thì nó ôm chặt với cơ, ôm chặt với thành âm đạo, vì thế là nước không thể vào bên trong âm đạo của chị em phụ nữ chúng ta được, nên là chúng ta có thể thoải mái đi bơi này, chạy nhảy, tập thể dục thể thao rất là thoải mái, không bị sợ sợ nó xê dịch hay là xô lệch hoặc là tràn ra ngoài, hoàn toàn là không có những điều đó, và chúng ta thoải mái tự tin, yêu thích thể thao của mình, thể dục thể thao, và đặc biệt hơn nữa là nó còn mình đi đi dự tiệc này, mình đi tắm biển này rất là thoải mái này, đi dự tiệc mình có thể mặc váy, mặc đồ sáng màu, mà không lo bị tràn ra ngoài, đúng không? Mình rất là tự tin trước đám đông, và nó làm cho mình có cái cảm giác là mình không còn suy nghĩ, không còn phải bận tâm đến cái ngày đèn đỏ nữa. Mình rất là giống như những ngày bình thường thôi, mình thoải mái tự tin thể hiện bản thân mình trước mọi người. Và các bạn có thể, cái cốc nguyên san này các bạn cũng có thể, nó sẽ giảm được
từ 80 đến 100% cái tình trạng đau bụng kinh của chị em phụ nữ chúng ta đấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì nó khi đặt vào âm đạo thì sẽ giảm bớt cái quãng đường từ tử cung đổ, cái quãng đường mà kinh dịch từ tử cung đổ ra ngoài âm đạo, vì thế là nó giảm được rất là nhiều cái tình trạng đau bụng kinh của chị em phụ nữ chúng ta. Và hơn nữa là cái cốc nguyên san này khi sử dụng thì máu kinh đã được hứng trọn toàn bộ ở ở trong cốc, vì thế là máu kinh dịch không tiếp xúc với không khí bên ngoài, vì thế là vi khuẩn không thể xâm nhập được. Và máu kinh ở trong cốc thì là hoàn toàn sạch sẽ, không có mùi hôi, nên là sẽ giảm được, sẽ không bị viêm nhiễm nữa. Chị em phụ nữ chúng ta sẽ không còn bị viêm nhiễm phụ khoa, viêm nhiễm âm đạo nữa. Đấy là những cái ưu điểm mà cái cốc nguyên san này mang lại. Vì thế không không có lý do gì mà chúng ta hãy tự cho mình trải nghiệm cái sản phẩm tuyệt vời này đi ạ. Một cái sản phẩm phải nói là đang là sản phẩm tiên tiến hàng đầu trên đất nước Việt Nam, và cũng các nước châu Âu thì chị em phụ nữ người ta đã dùng hết rồi. Nhưng mà về Việt Nam mình thì nó hầu như nó đang là sản phẩm mới, nên là đang ít người biết đến. Và nếu chị em nào có hãy cho mình được trải nghiệm và được phòng tránh những cái bệnh mà không đáng xảy ra ở chị em phụ nữ chúng ta, để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, có một cái cuộc sống gia đình nó thoải mái hơn, thì hãy trải nghiệm cái sản phẩm mà này chị em nhé. Vâng ạ. Và nếu mà các bạn nào quan tâm thì hãy inbox cho Yến, Yến sẽ gửi tài liệu cho các bạn để các bạn hiểu hơn về cái sản phẩm này. Và các bạn hãy kích vào đường link phía dưới về trang Facebook của Yến, thì Yến sẽ gửi tặng cho các bạn cái tài liệu giúp các bạn kinh doanh online tốt hơn. Đấy là cuốn tài liệu mà Yến mới hoàn thành. Và Facebook của Yến là Yến Tân An. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi các video tiếp theo của Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau ạ.